cứ bây giờ mỗi tuần xuống thì chị Giáng My có nói cho Lực là đưa cho ông cụ là thêm 200 ngàn của bác nhé. Tôi xin cảm ơn nhân dân. Ân nhân. Đây đây thì là đưa cho ông 200 nghìn nhé. Hai trăm Đúng rồi, 200 nghìn thì ông muốn ăn cái gì đấy thì ông bảo với lại cái cô mà nấu cơm cho ông nhé. rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì là lại đến ngày triệu phiên cô bác ạ. Lại đến ngày mà cháu Lực xuống thăm ông cụ Dùng với lại ông cụ Bại Liệm chút. Hôm nay cháu Lực lại trích cái tiền quý của chị Trần Đồ Giáng My ra là để mua cho ông cụ mỗi người là một cân thịt, và kèm theo đó thì một tí cháu Lực sẽ gửi một chút tiền mặt cho hai ông cụ đó cô bác. Chị Giáng My cũng có nhắn tin gọi điện cho cháu Lực nói rằng là ông cụ Bại Liệt đấy cô bác. Thì lâu lắm là chị không nhìn thấy những cái thước phim mà nhìn thấy ông cụ Bại Liệt rồi, cho nên là mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thăm ông cụ sống một mình thì sẽ trích cái tiền của chị Giáng My ra là mua thịt này, xong là có bảo cho Lực là đưa một chút tiền cho cái người cháu của ông Bại Liệt để cho cô là đi mua thức ăn cho ông cụ cô bác. Hôm nay thì có em Quân là cùng cháu Lực đi xuống nhà của ông cụ. Ông cụ Dùng có ở nhà không Hà Hưng? Có à? Cháu Quân xin mến chào quý ông bà của chúng chị ạ. Rồi. Hôm nay thì cháu Lực cũng bận một chút việc cho nên là cháu Lực cũng xuống hơi muộn một chút cô bác ạ. Thế hiện tại bây giờ thì gần là 5 giờ rồi, là tối rồi cô bác. Cháu Lực đi theo, cháu Lực cũng phải cầm cả thêm là cái đèn là pin nữa. Cẩn thận xem chó nha. Ông cụ Dùng thì chắc là ăn cơm nhà của người em ở bên dưới cô bác. Vừa rồi cháu được hỏi người cháu của ông. Ông Dùng ơi, chị bao xem má chứ, chị bao xem má. Họ bên dân bảo là gì à? Đây đèn pin cho anh này, tao này vẫn đi ra thì bá buồn á. Phải tên nó đấy chứ, phải tên nó. Chỉ lắng ấy mà vào đây à? Chỉ lâu lại đi. Thầy ông ở nhà thì có vẻ như rất là chăm rồi cô bác này. Củi thì mỗi lần mà cháu Lực xuống thì đều là nhìn thấy có rất là nhiều củi ở đây. Ở đây thì ông có trồng thêm là một ít đậu tương của bác này. Cái đậu tương này thì chắc là ông mua trồng nhiều đó. Chỉ cháu Lực nhìn thấy là có 4 bó thôi. Chỗ này đập ra thì chắc là được tầm mà mấy lạng thôi. Vào trong nhà của ông thì có khá là tối đấy. Hôm nay một thùng bao mà gì? Hôm nay một thùng bao mà. Chính tay tao má. Chính tao má. Cô này lấy thịt đấy ra để bên này cho ông một túi.
Tí còn sang cho ông bại liệt kia một túi nữa. Đấy còn là cái chỗ này thì để ra bên này, tí cho ông bại liệt bên kia. Này dẻo ba nữa này, ông ba tốt tao lên bực hốc khăng hai chỉ nó. Đấy, mỗi lần là cháu Lực xuống thì đều là cháu Lực sẽ mua cho ông cụ là 1-2 cân thịt. Có khi thì mua cho ông cụ là cá mắm. Đấy, chỗ giường ngủ của ông thì từ khi mà làm lại cô bác thì có vẻ như là rất là đẹp đẽ. Và đằng sau nhà thì cũng được là cháu Lực là mua tôn cho ông để mà quay lại hết cho ông cô bác ạ. Bây giờ thì cái chỗ giấc, cái chỗ mà buồng ngủ của ông thì ông phải nói là rất là yên tâm. Đang lo mà gì, rất là yên tâm là không sợ là mưa là dột vào nữa. Đèn điện chi này, đang đèn là gì, một bầu với tên rồi mấy thấy đang đẹp được mà. Dạ thú văn bắn ngập càng bắn à? Bắn à ta? Không bắn chặt thế ta? Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi ông là ông có bị ốm đau gì không? Thì ông bảo là không có cô bác. Thì lâu lâu tầm một tuần thì cháu Lực là xuống thăm ông bà cụ, ông cụ một lần cô bác. Ở đây thì chị Giáng Minh cũng có dặn cho cháu Lực là mỗi lần xuống thì mua cho ông cụ là một ít thịt. Hôm nay vào thì cháu Lực sẽ đưa cho ông cụ là thêm một ít tiền nữa. Đưa cho ông cụ là 200 ngàn cô bác ạ. Đây đây. Cứ bây giờ mỗi tuần xuống thì chị Giáng My có nói cho Lực là đưa cho ông cụ là thêm 200 ngàn cô bác nhé. Cả ông cụ bại liệt bên kia nữa. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ lại vào ông cụ bại liệt nữa. Nào chiên mấy dè à? Hả? Nga xin sư cung sư lấy họ hỏi gì? Họ gì ta? Sư khả họ là gì ta? Sư khả nếu mới nung mà bắt. Ông bắt nung lắm ạ. Ông thiếu không đấy? Cả lấy còn nung cái đây. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi ông là chủ nhà tuần trước ấy cô bác. Cháu Lực đưa ông đi chợ mua áo ấy. Thì hỏi là có vừa quần áo của ông không? Thì ông bảo là vừa. Hiện tại thì ông vẫn đang cất ở đây. Ông còn chưa nớm mặc ấy. Cháu Lực cũng đã bảo với ông rằng là quần áo thì cứ mặc đi. Nhưng là ta đi tập hạ. Nhưng là điện đi dân ta. Ông bảo là hôm qua mặc cái áo khoác đi đi nhà ai ăn cố gì các bác. À, làm 19 rồi chứ. Làm 19 rồi. Hãy mỗi lần là đi xuống thăm ông thì nhìn thấy ông rất là khỏe thì cũng rất là mừng rồi cô bác ạ. Cứ du mi chính thì dân đấy càng nào phải gì? Cứ du mi gì? Nước mi gì ta? Này đi, còn phát triển lên quá, phát tay đi đẹp đấy. Cháu Lực vừa mới hỏi ông rằng là ở nhà thì còn là mong muối mi chính không? Thì ông bảo còn cô bác. Ở đây thì hiện tại là cháu Lực nhìn thấy trên bàn thờ của ông thì vẫn còn là hai chai dầu ăn này. Một chai thì đã bị nó như kiểu là đến mùa lạnh cô bác, nó đông cứng lại. Hay đồ đạc ông ở trong nhà thì vẫn còn tất cả mọi cái đều đầy đủ cả. Những cái thực phẩm cô bác, cho nên là cháu Lực sẽ không có mua cho ông. Nếu mà lúc nào mà ông hết để cháu Lực đi xuống thì không còn thì cháu Lực sẽ mua thêm cho ông cô bác ạ. Bạn bị lăng lá ở từ chính khâu ra. Muốn nói xin tấy. Ông thì ở gần đây thì hay đi xuống dưới nhà chú, nhà người em của ông đó các bác. Nồi cơm điện lên, bố bây giờ vải rồi mấy. Bố cơm điện bây giờ vải rồi mấy. Bố vải. Đấy, vào trong nhà của ông thì phải nói là cô bác ạ, khi mà đến đêm như này thì nhìn trong rất là hẻo lánh cô bác. Dè lấy bà đang chuẩn bị bên nêm ấy. Có yếu chút nêm. Ừ.
Thế nên các bố tôi tù càng gắn nó một thao nó. Hãy bước vào cái ngôi nhà của ông thì tất cả mọi cái đều ông sắp xếp đồ đạc có vẻ như rất là gọn gàng này cô bác này. Những cái bộ quần áo của ông thì từ khi mà tôi được mua móc cho ông treo thì ông cũng được treo lên rất là gọn gàng. Có những bộ thì không có móc thì ông treo vào những cái thanh xà ngang này trước mà chỗ được làm cho. Này lên bộ dù mấy rẻ bộ dù lên phần lông mà. Dù ra. Cứ mỗi lần cháu được đi xuống thì đều hỏi ông bảo là chỗ ngủ ông thì có bị rột không, có bị lạnh lẽo không. Thì ông bảo là từ khi mà cháu được xuống lập cho ông thì không có còn là lúc ngủ thì không có phải tỉnh là giấc nữa. Khi mà mưa đến cô bác. Cái ngôi nhà của ông thì cháu được cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi cô bác. Có những cái chỗ thì nó đã bị hầu như là bị hỏng hết rồi. Bây giờ thì đi xuống thăm ông và gửi cho ông một chút tiền để mà những lúc mà ông đi vào chợ khi mà không có cháu Lực đi cùng ông thì ông tự lấy tiền đấy để mà gửi tiền ăn phở, ăn bún của bác. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng di chuyển ra bên nhà của ông cụ bên kia một chút cô bác. Lùm lán ở trên ơi, lên văn hứa đấy phải thứ phở thứ bún là chín nó thứ này cả đang chín nó. Đấy. Này lên mi giáo rủ bên Hồng Kông bên đấy đi ở trên là rẻ ó. Ni dốc là chân đỗ giang mi ó. Rẻ chồng hút ra gửi cảm ơn đi cắm ó. Tôi xin cảm ơn nhân nhân. Ân nhân. Ân nhân. Đấy. Ông thì không biết nói tiếng Kinh là nhiều các bác. Những câu cảm ơn thì nó không quá là dài dòng nên là cho lực luôn luôn xuống là chỉ dạy ông nói bằng tiếng Kinh. Mỗi lần cháu được xuống đều chỉ dạy ông một chút. Rồi thì sau những cái thức phim mà cháu được đăng tải lên thì ông sẽ nói được những cái lời cảm ơn gửi tới cho cũng chị Trần Đỗ Giáng My nói riêng cũng như tất cả của ba anh chị là nói chung của bác. Còn Quân thì bây giờ cầm thì kia nhé. Lan Béo Dê. Trời bên ngoài thì bây giờ khá là tối rồi các bác ạ. Phải dùng đến đèn thôi. Tại vừa rồi vào thì còn hai anh em đi vào thì còn trời sáng. Bây giờ đã tối. Cẩn thận con chó kia nhá Quân nhá. Kia kìa ở đâu? À nó buộc rồi, buộc không sợ đâu. Buộc rồi không sợ đâu. Hay hôm nọ thì chó của nhà chú. Nhà chú của ông ấy các bác. Người em của ông ấy. Thì cháu được có đi vào không may lại bị chó cắn. Khi mấy anh em mà đi tối như này thì cũng rất là sợ các bác ạ. Khi đi qua những cánh đồng thì sợ là những con rắn rết này. Nhà của ông cụ mà sống một mình với lại ông cụ bại liệt thì cũng ở gần nhau các bác. Cho nên là chúng tôi không phải di chuyển cái quãng đường đi rất là xa. Còn là như của nhà em Hưng với em Thuận thì hôm nọ chúng tôi cũng có vào và nói cái tin vui đấy cho em Hưng với em Thuận. Thì hôm nay thì cháu được sẽ không có vào nữa. Nhà của Hưng Thuận thì được nằm ở dưới chân đồi bên ở dưới kia cô bác ạ. Phải đến đêm thì có vẻ như khá là lạnh lạnh lẽo cô bác ạ. Bây giờ thì cũng trời chuẩn bị là đến mùa đông á. Đang nấu cơm à chị? Ôi rau cả ngày ảo. Ở mặt tiền này năm á? Còn đây là người thím của ông cụ của cô bác. Ở dưới nhà thì chắc là không có kéo nước được. Thành ra là phải ra tận đây để điệu nước về. Làm bên nữa bác. Vừa rồi thì cháu Lực, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ đi vào nhà ông cụ bại liệt một chút cô bác. Xong thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển và đi về nhà. Nhà ông cụ bại liệt thì cũng không có nuôi chó gì cả. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi là một người em đang ở bên kia hỏi rằng là cái cô mà hay nấu cơm cho ông thì hôm nay có ở nhà không? Thì em mới trả lời cho Lực rằng là không ở rồi.
Thế bây giờ thì có lẽ là ông cụ mà bại liệt đấy cô bác là đang tự nấu cơm với cô bác ạ. Vừa rồi thì em kia có bảo với cháu Lực hay ngôi nhà của ông cụ bại liệt đấy cô bác, thì phải nói là như vừa mới bước vào thì như một cái ngôi nhà mà không có ai ở luôn. Đấy, cái cảnh mà bước vào nhà thì trước tiên là đập vào mắt là một cái ngôi nhà trông rất là sột sệt, và thứ hai đó là một cái quan tài được nằm ở đây. Cái quan tài này chính là cái quan tài của ông luôn đấy cô bác. Ôi, ông đi ngủ rồi à? Ông đi ngủ rồi à? Ồ. Ông ăn cơm chưa? Ông ăn rồi à? Tại viên mai nay ông ăn cơm với gì ấy? Khô cái gì ăn á? Ôi. Tấn mắt gì? Tấn mắt nhá. Thế vào trong nhà của ông thì có vẻ như là ruộng nương của ông các bác còn một ít, cho nên là ông cũng cho người em, người cháu của ông làm thì được còn là được một ít này các bác này, như 1, 2, 3, 4, 5 bao này thì nếu mà sắt ra thì chắc là cũng đủ ông là ăn gần được 1 năm các bác ạ. Đây thì cháu Lực nói là được gần 1 năm rồi các bác. Bữa chín rồi chứ? Bữa chín rồi. Hay đây là những cái chăn cú của ông thì được ông hay là con cháu của ông là để hết sang bên này. Một tí nữa thì cháu Đức sẽ bảo ông là bảo với lại cái cô mà nấu cơm cho ông ấy để dọn dẹp nhà cửa cho ông một chút. Chị Giáo My cô có dặn cho cháu Đức. Vẫn đang này mà dê. Ừ. Hả? Tại đi xa mà chị mẹ. Tại xa mà chị. Làm một chân láo thì có phải nào. Làm cho lão có phải nào? Giờ mà nặng nặng xuống đây mà giờ. Thấy ông thì bây giờ tất cả hoàn toàn là sinh hoạt mọi cái thì đều dựa trên cái đôi tay của mình cô bác ạ. Cái đôi tay của mình thì vừa là cái đôi chân của ông cụ luôn cô bác ạ. Hầu như là đôi chân của ông cụ thì đã bị liệt hẳn rồi. Cái mũ của ông thì mua được từ bao lâu rồi? Cái mũ của ông thì mua được từ bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi. Mua được 4 năm rồi à? Ừ. À, hôm nay vào thì cháu có mua cho ông là một cân thịt ông nhá. Này thì để một tí nữa là cho cô bên kia ngâm à? Ngâm cho ông nhá. Để tủ đúng không? Nhà cô bên kia là có tủ lạnh đúng không? Có. Có à? Thế thì một tí nữa ông bảo cô là ngâm nhá. Cô thì vừa rồi không ở nhà. Nãy là ông tự ăn cơm à? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ông tự nấu hay là cô cái nấu cho? Tự nấu ít thôi, ăn được một bát chứ mà. Ăn được một bát à? Là ông tự nấu luôn đúng không? Ừ. À. Hôm nay thì cháu Lực vào thì không có gặp cô các bác, thì sẽ gửi tiền cho ông để cho ông muốn ăn cái gì thì ông bảo cô là mua. Ở đây thì chị Giáng My cũng có dặn là cháu Lực làm như vậy các bác ạ. Thành ra là cháu Lực mới làm thì cháu Lực cũng sẽ làm theo ý của chị Giáng My luôn. Hãy dễ hết là cảm ơn ạ. Đây thì là đưa cho ông 200.000 nhá. 200.000. Đúng rồi, 200.000 thì ông muốn ăn cái gì ấy thì ông bảo với lại cái cô mà nấu cơm cho ông nhá. Hôm nay thì vào thì cháu không có gặp ông. À. Cái từ 100 đấy. Đúng rồi, 2 tờ 100 là 200.000 nhá. 200 rồi. À. Ông cất có ông cứ cất ở túi đi. Vâng. Tí nó để cho túi. Đấy. Mai cô kia về thì ông bảo với cô là dọn hết xung quanh nhà rồi cháu cho cô 100 nhá. Đấy, dọn cái này nhá. Đúng rồi, dọn xong là gấp chăn gấp bàn này, gấp để vào bao tải ấy. Vâng. Nhá,
gấp để bao tải xong ra đồ đạc thì dọn xuống dưới kia để gọn gàng cho ông. Thì sang tuần tới thì cháu sẽ xuống cho đưa cho cô kia là 100.000 nhá. Vâng. Ông thì mấy hôm nay có khỏe mạnh không? Chăn màn ông ngủ như này thì liệu có lạnh không? Không lạnh đâu. Có à? Có đệm mà. Cái chân nó ấm thôi. À, cái nệm với lại cái chăn đúng không? Ừ. Nệm với chăn này thì hôm nọ là cũng được là bạn là Trình bạn ấy mua lên đấy các bác. Thành ra là bây giờ ông giấc ngủ ông thì cũng ấm áp rồi. Còn là thịt này thì tí ông để nhà cô nhá, để cho nó không mùi nhá. Vâng. Tí chắc là cô vẫn về đây đúng không? Có, tí có. Nó cho cháu này. À, cho cháu này cầm chồng, đi à? Chồng đi bao vô mấy kia. À, là trên nhà cô kia là có tủ lạnh đúng không? Có. À, cháu được cùng xuống đây gặp cô mấy lần rồi cô bác, nhưng mà rất là sơ suất là chưa có nó lấy số điện của cô. Ở đây thì chị lấy muối vào. Đúng rồi. Lấy muối thấm vào nhá. Vâng. Hay là để cháu làm luôn cho. Vâng. Thế để thì đây. Chậu này đúng không ông? Đúng. Chậu này đúng không? Đấy, quân đi rửa qua thịt một chút đi, rửa qua thịt xong là mang muối để ngâm cho ông luôn. Đấy, đi rửa qua cho ông đi. Ngâm cho ông luôn cô bác, chứ không là để mai thì mùi thịt ra. Đây, xô này này. Đấy. Quân rửa qua một chút đã, cho cháu nó rửa qua một chút đã ông ạ. Nhìn ông vào mùa đông này thì có vẻ như nhìn các ông rất là tội của bác ạ. Khi mà mình vừa bị mình bị liệt thế này thì phải nói là sinh hoạt mọi cái rất là khó. Đây cái túi đây, đây túi đây. Đấy. Ông còn tiền ở trong túi không? Vẫn có à? Có bao nhiêu tiền đấy ông? Không có đâu. Không có đâu à? Hết rồi à? Ở nhà nó không có hàm nào. À. Ở nhà thì không làm gì được, có tiền đâu nhỉ? Ừ, không có tiền đâu. Đấy, Quân sát sát muối cho ông một chút nhé. Đấy, Quân thì cũng là một cái hoàn cảnh mà cháu được đang chia sẻ với cô bác. Quân thì rất là chăm chỉ ở nhà đấy, làm mà công việc ở nhà xong mọi cái. Tôi thì thỉnh thoảng điện cho Sử hỏi là có việc gì để làm không, thì lên hộ em Sử làm. Cháu Lực cũng mong sao là khi mà kết thúc ngôi nhà của em sửa xong thì cháu Lực cũng sẽ nhận được thêm những khoản hỗ trợ của quý ông bà cô chú gửi tới cho em Quân, để cho em Quân cũng như để cho em Quân với lại gia đình được xây sửa lại một cái ngôi nhà mà mới mẻ, mới hơn một chút. Cần thao đây nhá. Này ông đi cất tiền đi, cất tiền vào túi đi. Ông đi ở trong là không mặc áo nào nữa à? Mặc mấy cái áo đấy thôi à? Có thôi, bên kia có nhiều lắm. Thì mai cô vào thì ông đừng quên nhá, dặn cô là dọn dẹp nhà cửa cho ông rồi thì cháu có đưa tiền cho ông, đưa tiền cho cô đấy nhá. Vâng. Những cái chăn màn cái kia thì bảo là gấp gọn vào cho cháu nhé. Vâng. Hãy ngâm xong chưa? Rồi. Bà nó hôn nèo chê, ép đi ma đi mà còn hơi ọc bè không? Cớ à? Nữa à? Ừ. Bà nó hôn nèo ép đi ma còn hơi ọc bè hơi không? Quân là lấy cái gì à? hứng ở dưới kia? Bà, ổng phải chỗ tù lần á. Ừ. Đấy, ra một cân tuông. Một cân tuông ở đây chê. Đấy, hứng kia. Đấy.
Ông chưa cất được à? Đây để cháu hộ cho. Này, để cháu hộ cho. Cất vào đây đúng không? À đâu, đây có phải túi đâu không? Không phải, túi ở đây mà. Túi ở đây này. À, túi còn có cả khóa đây nhỉ ông nhỉ? Đây, cháu cất vào đây cho nhá. Vâng. Đấy, muốn ăn cái gì thì bảo cô là đi mua cho ông nhá. Vâng. Đấy, lúc nào mà cháu xuống thì cháu lại mua cho ông nhá. Vâng. Đấy, ở đây là cái phần này là muốn chị muốn gửi tiền riêng cho ông nhá. Ông gửi một lời cảm ơn tới chị Giáng My ông nhá. Chúng nó phá ra gì? Chúng nó thá ra. Chúng nó thá. Lâu không muốn ra mà kìa. Một lần nữa ra. Vừa rồi cháu được tưởng là cái bóng đèn mà cháu được soi ấy thì là trói vào mắt ông, nhưng ông bảo là không có phải của bác nhá. Đấy, ở đây thì tôi được cũng thay mặt ông cụ mà một mình với lại ông cụ Bãi Liệt gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Phải nói là cái tên mà Trần Đỗ Giáng My thì cũng rất là quen thuộc với lại cô bác anh chị ở trên kênh cháu Lực rồi. Trong thời gian qua thì chị luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều, hỗ trợ tất cả những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ. Mỗi hoàn cảnh là đều có một cái phần quà riêng, và những cái phần quà đấy thì phải nói là rất là ấm áp cô bác ạ. Cháu Lực cũng xin được chúc chị cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Không biết là nói gì thêm, chỉ biết là những cái điều đấy gửi tới cho chị thôi cô bác. Ông gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My nhá. Ở đây thì là phần quà này là chị Trần Đỗ Giáng My có dặn cho ông nhá. Mỗi lần bây giờ thì một tuần cháu xuống thì cháu sẽ mua thực phẩm, thịt thà cho ông và gửi cho ông thêm một ít tiền nữa nhá. Đấy, chị gửi một lời cảm ơn tới chị nhá. Cảm ơn cháu nhá. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ phải là di chuyển là đi về nhà rồi cô bác ạ. Ông ở lại cuối tuần rồi xuống thì thiếu thốn cái gì thì bảo cháu nhá. Để cháu mua cho nhá. Đấy, cháu là ở trên xá này đâu nhá, chứ cháu không phải là ở góc bài đâu nhá. Đúng rồi, cháu là cháu Lực nhá. Đúng rồi. Cháu là cháu Lực. Hàng tuần thì cháu mỗi tuần là cháu xuống thăm ông cụ dùng bên kia kìa, là một lần rồi. Đấy. Đấy. Thôi bây giờ thì cháu cũng xin phép là cháu về đây ông nhá. Trời thì cũng tối rồi. Ông ở lại nghỉ ngơi ngủ sớm đi ông nhá. Đấy, ngủ sớm thì cho nó bớt lạnh đi. Lát cháu về. Bây giờ thì cháu Lực cùng xé cùng em Quân là di chuyển là đi về nhà đó các bác. Trời thì cũng khá là tối rồi, khá là muộn rồi. Ồ, chú đi đâu ấy? Thế đó nào? Ồ, đang lắp cái má bà nào? Đang lắp cái má ra? Ồ, dân ảo, ảo cho con thùng khâu hơn hơn ông này á? Cái bài ảo này chứ, có dân mở này chứ mày. Ồ, lấy ảo cho con thùng khâu hơn chứ ra? Một chân á? Ồ, là lấy... cho con thực khẩu chén này, cái lan téo đấy chứ à? Ảo à? Chim mà. Là lan chim mà này su. Nào này đau hết lên màu. Dâu ảo nào nổ? Dâu nổ ảo nổ? Lan téo ảo á? Vừa rồi thì chú hàng xóm ở bên này có bác thấy cháu Lực vào thì cũng có vào và cầm theo một bếp rượu là rủ cháu Lực uống rượu ấy, nhưng mà thôi cháu Lực bảo là cháu Lực không uống rượu, Lực còn phải là bận đi về. Hay còn là thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi cô bác này. Đi đêm này thì cũng phải nói là rất là sợ khi mà đi một mình đấy. Hôm nay thì rất là may là có em Quân là cùng cháu Lực đi xuống để thăm các ông. Ây à, đang làm gì đấy? Hả? Cắm lợn à? Đấy, phải cẩn thận chó nha. Xung quanh đây có rất là nhiều chó đấy. Còn bây giờ thì hai anh em cũng sẽ là di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà con chú anh chị đã theo dõi hết video ạ. Còn bây giờ cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chúc Quân chào tạm biệt với ông bà của chúng chị ạ.